Xin chào các bác. Giới thiệu các bác, hôm nay em tiếp tục về một cái loại nữa là kiếm đài. Kiếm đài gieo hạt. Lô này cây khỏe đẹp hơn, to hơn các bác. Đấy, cây này khả năng trồng thêm 1 năm nữa là có hoa các bác. Đây, giới thiệu các bác này là những dòng kiếm đài gieo hạt này. Cây cao được khoảng, cây này bây giờ họ mở lá xong rồi, cao được khoảng 30-40 phân rồi. Đấy, xem trên ngọn nó rất là xanh sạch, ngọn vân đỉnh. Những cây này tiềm năng rất là cao. Và thường thường nếu mà em trồng, em đang định nhập số lượng rất lớn về trồng, bởi vì những cái dòng này kiểu gì hoa nó cũng đẹp. Không biết nó ra cái gì nhưng em nghĩ là hoa đẹp. So với kiếm tiên vũ rừng thì em nghĩ là nó không thể bằng được. Tiên vũ rừng không thể bằng được. Cho nên là em nhập về để trồng nhiều. Hy vọng là được cây nào mới sổ cho đặt tên cũng hay không ạ. Đấy, hôm nay em về rất là nhiều kiếm đài gieo hạt. Em bán là 120.000 một cây. Đấy. Một chậu kiếm như này chỉ có 120.000 thôi. Giá nó hết sức là rẻ. Còn tiên vũ thì tiên vũ rừng thì em nhập hay là em bán ra thì cũng hơn 100 một cân, 120 cân. Nhưng mà tiên vũ rừng đa số là mắm. Cái xác suất đột biến so với cây này thì thua rất là xa, cho nên là em sẽ chọn cái phương án là trồng cây này. Sau đó là đến lúc có hoa thì phục vụ các bác. Tỷ lệ xác suất hoa nó sẽ đẹp hơn các bác. Còn cái hàng rừng thì tỷ lệ hoa nó tính bằng tấn, để được một cây thì một tấn kiếm bây giờ cũng phải vào 100 triệu. Hôm nay về hai loại, một loại kiếm đài gieo hạt là 120, còn một loại nữa là kiếm đài lai với cả kiếm semi. Đấy, họ hay lai với nhau, đài lai với semi. Đài lai semi thì nó sẽ có thể tạo ra được những cây. Nếu mà đài lai semi thì đây là bên này, đây là mặt hoa bố mẹ của nó. Đây, giới thiệu qua đây mặt hoa bố mẹ nó. Cây này thì lá nó có vẻ to hơn tí và nó cứng hơn tí. Đấy, kiếm đài lai semi thì em cũng bán là 120.000. Đấy, cùng đồng giá các bác nhé. Bác lấy thì em sẽ chọn những cái chậu nhiều thân em gửi các bác, còn chậu ít thân thì em để em trồng. Còn đây là vàng cánh bầu Hải Phòng. 300 một thân, một mẹ một con là 400. Đây. Ví dụ các bác lấy chậu này thì em bán là 800. Đấy, cái này trồng toàn bằng vỏ thông nhập khẩu Ochita. Đây có một mẹ một con nhưng mà mẹ nó hơi xấu đấy. Các bác mua thì 300 thôi. Đấy. Còn bình thường một thân như này là 300, một mẹ một con như này là 400. Đấy là kiếm vàng cánh bầu. Vàng cánh bầu Hải Phòng. Còn đây là kiếm vàng Tây Linh. Kiếm vàng Tây Linh thì em bán 1,5 triệu một thân. Này, 1,5 triệu một thân. Em sẽ cắt tỉa những cái thân tơ đẹp nhất cho các bác. Còn những thân bé xấu em để lại em trồng. Kiếm vàng Tây Linh nó đẻ khỏe lắm. Kiếm vàng Tây Linh là ngay từ thời điểm nó cây nó còn non nó đã đẻ tiếp rồi. Nó đẻ theo hướng là không phải đợi trưởng thành nó mới đẻ, mà nó cái tí nó đẻ rồi. Chính vì vậy mà cây vàng Tây Linh này nó 1 năm nó ra được nhiều thân lắm. Bác nào trồng vàng Tây Linh thì cũng biết cái độ đẻ của nó rất là khỏe. Còn đây là đai châu. Đai châu thì em vẫn bán là 130 một cây. À đâu, 150 một cây. Ui. Kiếm phan chí gieo hạt. Phan chí gieo hạt này thì em vẫn bán là 100 một cây. 100 một chậu phan chí gieo hạt. Đấy, hàng Việt Nam gieo hạt. Còn kia là hàng bên kia là hàng Thái Lan gieo hạt đấy. Các bác thấy bên Thái Lan họ chuyên nghiệp hơn Việt Nam mình nhiều, công nhận không? Đây. Bên Thái Lan thì họ cây cối các thứ nó chuẩn chỉ và gần như đồng nhất. Còn cây phan chí của Việt Nam này thì số lượng rất là ít và nó gieo hạt theo kiểu các cái nhà vườn tự làm ấy. Công nghệ nó không phải là công nghệ nhà vườn, công nghệ theo kiểu bình dân thôi, vỏ thông với cả phân chuồn quế đấy là 100 một cây. Còn xanh Huế gieo hạt cũng 100 cây. Đấy. Bên này là có cái lô kiếm tiên vũ kiếm xanh, kiếm đột biến, kiếm xanh, nhưng mà cây nó xấu quá, em đang trồng lại cho nó tốt này. Đây, bản lá nó cũng kinh hoàng lắm, bản lá 4 phần đấy. Đấy. Còn ngoài này thì vẫn có. Ngoài kiếm đài ra thì đây có mấy chậu vị hoàng. Chậu vị hoàng này em bán là 2,8 triệu. Còn chậu này là 3 triệu, 3 thân. 3 thân 3 triệu, chậu này cũng 3 triệu, 3 thân. Một mẹ hai con này cũng 3 triệu. Bên ngoài này là, bên kia là hoàng nhạn em treo 130 cây. Hoàng nhạn thì em nhiều lắm, em treo nhiều lắm.
Đây trầm cửu long 300 một 350 một chậu đây. Cây đang bắt đầu lên mầm. Trầm cửu long lên mầm khá nhanh. Đấy. Trầm cửu long 350, trầm cửu long hơi đắt các bạn. Đây các loại phi điệp rừng thì rẻ thôi, có 100 thôi. Còn đây là lam cánh trắng họng hồng này, cây đang phát triển mầm với cả ki này. Lụ nó nhú ra rồi. Đấy. Tầm tháng nữa sẽ có hoa. Lam cánh trắng họng hồng bán là 150. Họng hồng này dễ trồng. Còn cát thái hoa đại bán là 100 một chậu đây. Cát thái hoa đại 100 một chậu. Còn cát mini. Cát mini này em bán 120 một chậu đang nụ. Đấy, cát thì nhà em nở đầu ngọt hết đấy. Nở được chục bông rồi. Còn xích ngọc trắng thì em bán là xích ngọc trắng em bán 300 một khóm. Đấy, khóm là 300, còn khóm nhỏ nhỏ 150 thôi. Các nếu mà lấy muốn lấy ít để sưu tầm thì lấy khóm nhỏ nhỏ 150 đấy. Hoa hoa trắng thì em bán là 150 một chậu đây. Hoa hoa trắng thân rất mập lù đấy. Vàng cánh bầu thì em nhiều. Đây con chậu vị hoàng này thì em bán là 1,5 triệu một thân này. Đấy các bác lấy mua em tách lẻ ra cho. Đây chậu vị hoàng này. Còn đen rô lắng bò vàng, lắng bò vàng em bán là 65.000 cây. Còn bên này cái cây tiết tía này là cái 4N. Em đôi lắng 4N này cũng 65.000 thôi. Đấy, giá cả nó hết sức là rẻ đấy. Những dòng đen rô lắng này thì càng trồng càng đẻ khỏe. Đặc biệt những dòng đen rô lắng này càng trồng có thể dài hàng mét. Có nhà trồng đen rô cao gần bằng người luôn mà. Đấy, đây mặt hoa của đen rô 4N này chuẩn bị ra. Còn bên này là các cái dòng kiếm em đang thuần. Mấy cả phi điệp gieo hạt. Số lượng nhà em đây vàng tây linh này 1,5 triệu một thân này. Đấy đây vàng tây linh này. Đấy vàng tây linh em trồng một chậu như này. Đây là nói chung nhà em trồng nhiều loại kiếm lắm, có nhiều loại bán không được thì trồng. Đây những cái xấu xấu này. Còn kiếm xanh thái, xanh thái một chậu nó chỉ có 500.000 thôi các bạn. Đây một thân này chỉ có 500.000 thôi. Đây là xanh thái chỉ có 500. Còn cái còn đây là cái bạt nylon để che lan đây. Cái này rất là dày các bạn. Khổ nó là 3 x 6,2 m. 3 x 6,2 m bán là 330. Đây em cắt sẵn này. Đây còn cả cuộn to lắm. Đây còn đây là lưới đài, khổ nó là 3 x 4 là bằng 12 m vuông. Là 180. Còn đây 4 m là lưới đài nhân 4 x 4 là bằng 16, là em bán 240. Tính ra nó là 60.000 mét dài. Đây cái vàng này thì như xe nó có cái tem này, nó có nhãn của nó đây. Cứ được một vòng nó lại có cái đóng dấu của nó. Hàng rất là dày các bạn. Đấy, hàng này che mưa thì được qua ít nhất là 2-3 mùa mưa. Còn phân chuồn quế, phân chuồn quế em vừa về đây 25.000 cân. Đấy, phân chuồn quế này hàng rất là sạch sẽ, không bị lẫn tạp chất đất đá. Còn đây là lưới thái, lưới đài, phân dê đóng túi này, túi loại 3.000 một túi này, đây loại 3.000 một túi này là dài 30 phân, phân dê đóng túi, em bán phân dê đóng túi loại 3.000 với 2.000, mật ong khoái này em bán là 300 một lít, còn chuối hột rừng nguyên quả, chuối hột rừng nguyên quả em bán là, đây cả túi này có 1 cân thôi, 100.000 thôi. Còn đây là sâm tiên mao 350. Cái này là hạt chuối là 100 cân. Còn đây bên ngoài này là các loại vỏ thông. Vỏ số 1, số 2, 3, 4. Vỏ thông mới dớn thì lúc nào cũng có nhá. Phân chỉ nhật là 120 một cân này. Đấy. Còn cái phân trắng nhật này bây giờ là giá của nó là vào 120 một túi nhá. Đấy, phân chỉ 120 một cân, còn phân trắng nhật 120 một túi. Phân chuồn quế là 25.000, còn phân cá Úc là 35.000. Rồi em cần các bác. À còn bọn bắp đồng cái thứ này. Bắp đồng 13.000 này. Cái kỳ xanh này 45.000 này. Keo liền sẹo Mỹ này. Hu mix vật tư nhà em cũng mạnh lắm. Cả các loại chậu nữa. Các loại chậu giả gỗ 25 bây giờ em bán có 10.000 thôi các bác nhá. 25
25 là 10.000, còn 30 là 12.000. Đấy, có lại chậu giả gỗ thì em bán đã bán bớt giá đi mấy nghìn một sản phẩm ấy. Bởi vì là sản phẩm càng ngày máy móc càng hiện đại thì giá càng rẻ quá. Rồi em cảm ơn các bác.